Anh ơi anh ơi, order cho em một ly trà sữa. Ít đá ít đường, thêm cực nhiều tình cảm của anh vào nữa. Em mà trả tiền có dư, anh không cần thối lại tiền thừa. Gửi em một vài nụ. Ok, ready? Chị biết là em cũng còn nhỏ tuổi, nhưng mà với chị thì tuổi tác không thành vấn đề, mà vấn đề là em có bằng lái chưa. Đi, 1 cộng 1 bằng 2, thế thì 1 cộng mấy bằng 2? Học lớp mấy rồi? Em chưa học lớp 1 đây. Thế nhưng mà học phép cộng rồi đúng không? Ừ. Thì điền số mấy vào đây? Điền số 3. Này này, em muốn nhận xét về sắc đẹp của bà tí có được không? Quên, cứ tự nhiên. Vâng, ui, bà đẹp. Bà đẹp tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cách đây 20 năm bà là tiên. Bà gặp thằng thanh niên nào bà vả, bà cắt, bà đập phát chết luôn. Con tròn ngồi cạnh con nai, con nai thấy thế liếm tai con tròn. Con nai ngồi cạnh con tròn, con tròn thấy thế. Thôi bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau đây xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xung phây, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look. Em đố anh cái này. Anh hãy sắp xếp những từ sau thành một câu có nghĩa. Mây, trời, của, anh. Trời mây của anh. Anh của mây trời. Chỉ chơi gì? Mây của trời. Ủa rồi, anh đâu? Anh là của em. Chị đừng có cười. Ở chỗ này là
chưa hề đầm số la 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 la, không thể bên la 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 la. Tình khóc ướt mi hết, tình ngất đến như thế, tình yêu anh không có đâu. Yêu thương sẽ mau phai. Thôi bữa khác nhé, bữa nay ta không có tiền đi về. Đi về, bữa nay ta không có tiền đi về. Thả ra cho người ta. Không muốn. Cause girls like you brought my with girls like me to some now when I come through. I need a girl like you, yeah yeah. Girls like you love funny, yeah. Me too and I want when I come through. I need a girl like you, yeah yeah. "먹으러 가자!" 이러면? 나 좋아. 안 돼요 해야지. 안 돼요. 그럼 아이스크림 먹으러 가자 하면? 좋아. 안 돼요. 안 돼요. 그럼 수영하러 갈래? 이러면? 좋아. 안 돼요. 1 cộng 1 bằng 2. Thế thì 1 cộng mấy bằng 2? 1 cộng mấy bằng 2? Mấy? Nhỉ? Học lớp mấy rồi? Em chưa học lớp 1 đây. À, thế nhưng mà học phép cộng rồi đúng không? Ừ. Thì điền số mấy vào đây? Điền số 3. Em, anh gọi em đấy. Em đang ăn gì đấy? Ăn bánh á? Em bỏ bánh đi. Ăn anh đi. Sao mình cũng kiếm một đứa con nó nối dõi tông đường theo giờ muốn đẻ con đúng không? Ừ. Tỷ đường tỷ đây, giờ đẻ con cho tôi, đâu có ở không, tôi đi đẻ con không cho anh vậy.